đoàn Maria La Vang hành hương của chúng con cảm ơn cha Raphael Đỗ Minh Tuấn đã đưa chúng con đến dòng Châu Sơn. Chúng con rất vinh dự được Đức Tổng Kiệt cho đoàn hành hương của chúng con được lưu trú tại Châu Sơn một đêm. Đức Tổng Kiệt cùng ăn sáng trò chuyện với chúng con rất thân mật. Sáng hôm sau, chúng con được tham dự thánh lễ long trọng tại trong nhà thờ. Sau thánh lễ, Đức Tổng Kiệt chụp hình với đoàn để làm lưu niệm. Đây là nhà dòng Châu Sơn, chỗ Đức Tổng Kiệt. Nhà dòng rộng lớn và phía sau kia là một chân núi. Đây là quang cảnh ở bên ngoài. Nhà thờ rất là nguy nga, bên trong đẹp lộng lẫy. Mọi người đi xuống dưới đây để tham quan vườn của nhà dòng. Phải nói là đẹp lắm, rất là đẹp. Ở trên núi cao kia có một cây thánh giá nè. Wow, đây là trong vườn của nhà dòng Châu Sơn. Vào trong này giống như là mình vào trong tiên cảnh, bồng lai tiên cảnh vậy đó các bạn. Giống như mình ở trên thiên đàng và đó, đẹp lắm. Khi mà con đứng ở chỗ này đó thì có thể nhìn toàn cảnh của cái vườn trong nhà dòng Châu Sơn. Thì hồi nãy con đứng ở đằng kia con quay ấy, thì nó cái cây thánh giá nó hơi bị khuất bởi nhà thờ. Nhưng mà khi ra đây rồi cái thì mình có thể thấy là xa xa là đây có Chúa, có Mẹ ha. Rồi có cây thánh giá tuốt ở trên cao của cái đỉnh núi á. Và xung quanh đây bao bọc bởi núi đẹp lắm. Đẹp và phải nói mê hồn luôn, nó không có cách gì mà có thể diễn tả bằng lời được. Ở đó có cái cây lan đẹp quá chị Loan. Cây lan đó đẹp quá ha. Chị ơi, mình cảm thấy mình nhỏ bé quá ha chị. Trong khi Chúa cho mình đến những cái nơi mà mình được chứng kiến cái kỳ công của Chúa đặt để dạ. Ở trên trần gian này đẹp quá ha chị Loan. Đến đây mà đến không như đến tất cả những nhà Chúa là cứ mê mẩn rồi ra. Con chỉ muốn mà đến nằm với nhà Chúa rồi con muốn đi đâu nữa. Ở đây chứ. Ừ, toàn bộ là lan nè. Viên bên cổ hồ là hồ Thanh Tẩy. Cầu kia gọi là cái cầu mỏng manh gọi là cầu Thanh Thác. Cầu dòng sông là dòng sông hồ Thanh Tẩy. Còn cái cầu bên kia là cầu Thanh Thoát. Còn đây là cái bức chân dung của cha tổ phụ mà cha Henry de Mille Biển Đức Thuận. Ngài là đấng lập dòng Kitô tại Việt Nam này. Ngài là thuộc hội dòng Thừa Sai Mép. Ngài muốn về Việt Nam, ngài về Việt Nam năm 1902. Rồi mà ngài học có 6 tháng tiếng Việt thôi, ngài đã đi dạy ở chủ viện Thiên Huế, Thừa Thiên Huế với lại đi coi giáo xứ nước mặn Thừa Lưu ạ. Nhưng có nghĩa là của ngài đi lập dòng ạ. À, đầu tiên là ngài muốn sáp nhập cái dòng Kitô này, cái dòng người Việt Nam này cho vào cái dòng Chắc Pít. Kitô nhập phép đấy. Kitô có hai nhánh, một là nhập phép, hai trung phép. Thì ngài muốn sáp nhập Kitô của Việt Nam này vào Kitô nhập phép ạ. Chắc Pít. Nhưng mà tòa thánh tại vì biết cái con người của Việt Nam mình là sống theo tình nhiều hơn là cái lý. Nên dùng lý trí nhiều hơn. Thế nên mà thì tòa thánh không chấp nhận cho sáp nhập vào Chắc Pít thì ngài sáp nhập vào trung phép. Trung phép thì uyển chuyển giống như kiểu ở ống thì dài mà bầu thì tròn, uyển chuyển theo cái lượng thời gian đấy. Thì là ngài lập dòng thì ngài lập dòng ở Quảng Trị Thừa Thiên Huế năm 1918. Thì trên hành trang đi lập dòng thì chỉ trên tay chỉ có một cái tay nải, bên một con cái quăng cánh, bên là con gà với vài cuốn sách kinh, rồi một tay chàng chuỗi chẳng hạn. Chàng chuỗi chẳng hạn ý muốn diễn tả là tất cả các đan viện trên thế giới này, hầu đan viện Kitô đều dâng cho Đức Thánh Mẹ. Ngay cả cái đất bổn mạng của nhà thường thường là lấy có thể Đức Maria. Và ngay bản thân của mỗi người cũng vậy. Mỗi người chúng con đây giả sử như con là đan sĩ Maria.
đấy, đều dâng cho Đức Maria trước. Còn đây là cái bàn phiến đá này là gọi là cái bàn thâu thế của Thánh Mắt Ơn Cứu Độ, tại vì Thánh Phaolô nói không trỗi dậy thì niềm tin của chúng ta trở nên vô nghĩa. Cái từ cái đồi sọ đấy nhìn thấy hai cái hốc mắt không ạ? Cái viên đá đây, cái đồi sọ với cái thực đá. Đây đây này, cái sọ trên thân đây này, đây này, chú hỏi trên kia hai cái kỳ thánh giá đó. Thánh giá. Thánh giá ngay đây nè. Bà ngồi thấy hai cái hốc mắt đấy. Hai đây nè. Thì từ này nè, phải là từ đấy, từ cái hốc mắt đấy thì nếu mà bơm thác thì ở đến đấy nó chảy ra 7 cái bậc thác khác nhau. Ý muốn trên đấy nó lại 7 ơn tạo 7 cái bí tích. Đây là 7 ân sủng, đây là 7 cái bí tích mà Thiên Chúa ban cho con người. Thì bí tích là rửa tội thêm sức thân thể mình mà mình vừa rước ra. Thì chỗ cái biển xanh xanh đấy thì đấy là cái bàn thờ, thì lâu bàn thờ mình vừa dự lễ đấy. Mình vừa dự lễ đấy thì gọi là cái đấy chính là cái ân sủng mà Thiên Chúa ban cho con người của mình. Rồi mình đi tiến vào bên trong một tí ạ. Cái hòn đá đó là nhân tạo hay là hòn đá đấy là đá Tây, đá tất cả đây đá là đá tự nhiên hết ạ. Thế mình nhìn xung quanh mình thấy tất cả mọi người, mọi cái cây đều nối tay với nhau hết á, hay quá ha. Từ Bắc Âu Nam nối liền nắm tay này. Dạ, 54 dân tộc của nước Việt Nam. Trong cái chuỗi con của mình cũng là 54. Bây giờ mới hiểu rằng là cái này là một tay, một dân tộc. Nó có một cô dân tộc Mường, cha biết không? Ở trên thuyền với Tuấn Con. Ý nghĩa lắm. Lên không? Cái ở nhà ấy ra cái vườn nó nhỏ vậy không? Thì đây. Thì lúc mà chưa nhận tí là ta lên đến đây đấy. Thật. Tí là có đường đi lên đấy. Thì ở bên trước ở bên hai bên hông của hai cái dãy đồi sọ đấy thì có hai cái bức phù điêu. Ấy một bức là diễn tả cái cảnh lao động của các thầy, cha thầy trong đây này. Ở một cảnh diễn tả cái cảnh lao đọ, cảnh tu đầy. Cha nói lát trước mình đi lên trên kia. Cảnh tu đầy. Đúng. Thì muốn diễn tả là ân sủng thì mình do là nhờ Thiên Chúa. Còn cái đan viện này tồn tại hay không ấy là do các đấng tiền bối. Tại vì trong cái giai đoạn 1954, con chỉ nói sơ qua về cái lịch sử một chút. Nó là 1954 cho đến năm 88. Lúc đấy thì mình còn có khoảng 2 đến 6 người mà thôi. Đoàn hành hương của chúng con rất vinh hạnh được tham dự thánh lễ long trọng ngày Chủ nhật tại dòng Châu Sơn, Đức Tổng Kiệt. Còn ngồi ở lại để cầu nguyện. Tham dự thánh lễ xong,
đoàn chúng con chuẩn bị xuống ăn sáng cùng với Đức Tổng Kiệt. Buổi sáng đoàn hành hương của chúng con được Đức Tổng Kiệt tải xuống ăn sáng, rồi có da ua, rồi có bánh cốm. Bún này bún gì vậy cô? Bún chả cá. Bún chả cá hả? Bún chả cá ngon quá. Biết và yêu mấy Đức Tổng như nhà dòng, cho nên là yêu cầu con là dẫn đến đây để thăm Đức Tổng, thăm nhà dòng và năm người thanh niên ngày chủ nhật. Rất tiếc sáng nay Đức Tổng lại không dâng lễ thì Đức Tổng là chưa đến phiên. Đây là chúng tôi mỗi người phiên đấy. Giờ xin Đức Tổng mời sáng với chúng con. Rồi sau khi ăn sáng thì con xin Đức Tổng cho chúng con sang cái đường tháng thứ ba, Đức Tổng giới thiệu cho chúng con sơ lược một chút cái công trình mà Đức Tổng với quý cha các thầy đã làm. Hôm nay chúng con đang ngày do nhưng mà Đức Tổng phải giới thiệu thì chúng ta mới hiểu được hết cái ý nghĩa của cái vườn Phan Thi Ma đó. Này thôi, mời mọi người ăn đi nhé. Dạ, vâng ạ, cảm ơn. Đoàn của chúng con rất là vinh dự được Đức Tổng ngồi ăn buổi sáng chung với chúng con. Con ở cái xứ mới được tách ra từ xứ chính tòa được à vậy à, và con ở gần thành phố con này sẵn có một thầy tổ chức con đế ở làm lao đó quá vừa đường lớn rồi được 187 rồi chưa đến chào mọi người còn bài 160 mấy học sinh nữa. Năm nay nhà dòng này cũng phát triển. Dạ vâng. Thứ 6 là công chức 11 thầy quốc tế. Cái này có một người hồ ra. Đâu nhất thì chứ. Dạ vâng. Từ ngày Đức Tổng này, Đức Tổng này đây là Đức Tổng hút được nhiều nhiều người nào đang muốn đi tu nhập đạo biểu chú là. Dạ. Nhưng mà phải nhờ nhờ ơn Chúa qua Đức Tổng cầu nguyện. Sau khi ăn sáng với Đức Tổng Kiệt xong, gift shop mở cửa, bà con nhào vào một cái là ông thầy ông không kịp bán luôn phải không bà? Đây là ông thầy ông biết đường nào để ông bán, mua cái gì cũng mua. Có nghĩa là quý ông bà anh chị em đã ủng hộ cho gift shop của chỗ Châu Sơn và đó là một cách nhiệt liệt. Bà con ủng hộ cho nhà dòng Châu Sơn tận tình luôn, nghĩa là cái gì mua được là quý ông bà đều ủng hộ hết. Thầy bán không kịp, khách hàng vào tận trong tự xử luôn. Tự xử luôn. Yeah. Trời ơi, coi như là cô bán hàng dễ thương chưa? Khách hàng đi vào đây là tự xử, tự mua, tự trả tiền luôn. Không những đèn cầy tốt lắm. Đèn cầy rất là đẹp. Dạ. Đây là những cái đèn cầy này để quý bà có thể mua về bên Mỹ là về để cho bàn thờ thì phải nói là rất là đẹp. Và bên đây có một người bán hàng mới, nhà dòng Châu Sơn mới tuyển vào. Cái này là
cái đó đây này. Ồ cái đó mua hay á chị Thìn, cái đó mua hay á. Đây nhá, bây giờ mình đốt bằng cái than này này. Đó bỏ vào đây, xong rồi mình bỏ cái hương này đây. Đó bên này cha này. Ồ cái này là cái bình để đốt nhũ hương trong nhà nè. Đó rồi đúng. Thơm phức luôn, hay quá. Đây đi. Dạ. Không có họ để như vậy đó, còn không biết là thế nào. Tùy. 170.000. Dạ. Đây là một người nhưng mà nhà chồng Châu Sơn mới thầy bán không kịp bán. Cái này mình đốt vào sát cho mình hơi cho cháy lên. Dạ. Hơi cháy nó bén, khi mà nó bén thì mình sẽ bỏ than đây. Mình sẽ hơi lên. Ừ, nó mau cháy lắm hả thầy? Khoảng độ 30 giây ạ. Ồ thế thôi à? Bao nhiêu là bén. Bén mà mình cho lửa lên. Dạ. Lửa lên cho mình bỏ thẳng vào. Thầy làm cho con coi thử thử. Dạ. Như vậy là trong cái bình trong nhà thờ cũng làm như vậy. Vâng, đúng rồi. Ở tức là thờ thì là bình lớn phải dùng hai cục than và mình cần lấy ở gia đình mình dùng một cục thôi. Đấy khi mà nó cháy cái này là à nó nổ lên cái là cháy phải không thầy? Xong thầy bỏ vào đi thầy làm cái nào thì cứ làm tiếp tục. Xong thầy bỏ cái gì vào? Bỏ trầm vào. Trầm nào? Ví dụ như đây, đây là ví dụ như trầm này đi. Như vậy là vẫn đang cháy phải không thầy? Thế nhưng mà chưa bén mấy. Nhưng mà mình có ấy mình sẽ đốt cháy hơn thôi. Lấy tay múc được thầy. Ví dụ như vậy. Thơm mình cho thêm. Nhưng mà trầm này đó thì là trầm đấy có của cha sông hương nó sẽ cháy nhanh hơn. Còn nếu mà mình dùng những cái loại trầm như thế này nó sẽ được lâu. Được lâu. Được lâu. Còn cái loại này. Cái này cũng được lâu hơn. Cái này cũng bỏ vào đây. Nhiều không đây? Mỗi lần nếu mà ở trong đình chỉ bỏ một cục thì thôi, to thì một cục mà nhỏ thì rồi là hai hoặc ba cục. Bỏ vào lòng cái than này. Vâng. Ủa sao nãy giờ em không thấy mùi? Chúng con tạm chia tay với nhà dòng Châu Sơn. Và đoàn Maria La Vang hành hương của chúng con tiếp tục chuyến hành hương xuyên Việt đến đền Ông Thánh Năm ở tỉnh Thanh Hóa.